thì đặt câu hỏi hay ai có cần trình pháp gì thì mọi người đặt câu hỏi để sư sẽ trả lời. Dạ, xin kính bạch sư, quý thầy cùng với đại chúng, con xin cung thỉnh sư chỉ dạy thêm cho chúng con ở trong trường hợp về quán pháp quán về pháp quán của thiền này, nếu như trong trường hợp mà mình mất người thân thì phương pháp này mình sẽ thực hành thêm như thế nào, vì chúng con thường bị dính mắc ở đoạn là mình sẽ gặp đau khổ về sự chấp ái, chấp thủ. Đây là ba mẹ của tôi, đây là anh chị em thân bằng quyến thuộc của tôi. Cho nên là con không biết là phương pháp này khi mình thực hành với sự mất mát người thân thì có đạt được kết quả hay không, và chúng con phải khắc phục ở cái đoạn mà đau khổ đó cụ thể như thế nào, xin kính bạch sư chỉ thêm cho con, vì đây là cái điều mà dễ gặp nhất trong cuộc đời này ạ. Cung thỉnh sư ạ. Nếu mà mình thực hành pháp thiền niệm về tử thi với người sơ cơ ban đầu thì nên tránh những người thân của mình, không nên hướng đến người thân mất nhé, mà nên hướng tâm đến một người xa lạ không quen biết, và cái người người đã chết rồi mà mình niệm về xác chết đấy. Và đôi khi mình cũng nên tránh cả những người khác phái, như là người nam thì mình nên hướng tâm đến xác chết là người nam, người nữ mình nên hướng tâm đến xác chết là người nữ thì sẽ tốt hơn. Còn với một người mà đã thực hành thuần thành rồi, một người đã thực hành lâu ngày rồi và mình đã có được cái định tĩnh rồi thì có thể niệm trên bất cứ ai cũng được. Có thể mình hướng tâm đến một xác của người cùng phái, người khác phái cũng được. Với người đã tập mà tốt rồi, có cái tâm xả mạnh rồi thì có hướng tâm đến cả người thân nó cũng không khởi nên sự xúc động. Còn với người chưa quen, chưa thực hành thiền lâu ngày lâu năm ấy, khi mình hướng tâm đến những người thân sẽ khởi nên sự sầu bi ưu não xúc động, và cái tâm xúc động đấy nó làm dao động, làm cho tâm bị loạn động và không vào định được. Vậy nên tránh, đừng hướng tâm đến người thân. Còn có trường hợp mà có những người giữ được cái tâm tự tại ấy, quán là với người dù là người thân nhưng khi chết rồi thì đã đi đầu thai sang kiếp sống khác rồi, không còn ở đây nữa, và cái xác này chỉ là tứ đại đất nước lửa gió mà thôi. Có thể là với một số người có được cái đạo tâm vững chắc rồi ấy, hay là có được cái tâm buông xả cao rồi ấy, thì mới thực hành với cả người thân được, với cả người khác phái được. Còn lại những người mà mình chưa tự tin thì cứ hướng tâm đến những người xa lạ, tức là một cái xác chết mà mình không quen biết là tốt nhất, rồi cứ niệm trên cái xác đó. Và sau này mình đạt được cái định tĩnh cao rồi thì mình muốn hướng đến ai cũng được, tâm mình sẽ không bị dao động nữa. Và khi mà thực hành thiền niệm về sự chết, và đến khi tâm mình thức tỉnh ra rồi và nó thức tỉnh ra đây là sự thật rồi thì mình sẽ tự tại được với cái chết, khi có cái chết đấy có xảy đến với cả người thân của mình, với bản thân mình hay đến với bất cứ ai thì mình cũng sẽ không bị sầu bi ưu não, giữ được cái tâm nó rất là định tĩnh, rất là tự tại, tỉnh táo sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Đấy là sẽ có được cái sự lợi lạc, lợi ích như vậy. Nam Mô Di Đà Phật.
Con kính chào sư thầy. Con kính chào đạo tràng. Con tên Ngọc Thành. Câu hỏi của con là sao con niệm xác chết bất tịnh nó khó ra, mà nó ra ăn xíu thì nó cũng biến mất, mà con niệm A Di Đà Phật thì hình ảnh A Di Đà Phật, hình ảnh của Phật Di Đà với hình ảnh của sư thì hiện ra rất là dễ dàng. Với con cũng có một câu hỏi thứ hai là con muốn xuất gia vô duyên ở chùa sư. Con tu học ở đó 1 tháng, như vậy có được không? Và nếu được thì con đăng ký bằng cách nào? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn. Nhưng mà mình niệm ân Đức Phật thì hình ảnh Đức Phật hiện ra thì là đúng rồi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì đấy là hình ảnh Phật Pháp Tăng hiện ra. Còn niệm về xác chết, mình đừng có bị nhầm lẫn nhé. Khi mình niệm gì mình chú tâm về đối tượng đấy. Khi mà đã niệm về tử thi thì đừng hướng tâm đến Đức Phật. Khi mà hướng tâm đến Đức Phật đấy là vọng tưởng và mình gạt đi ngay. Buông ngay hình ảnh Đức Phật đi và lại hướng đến hình ảnh xác chết. Do mình mới tập chưa được thuần thục cho nên cái hình ảnh đấy sẽ có lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không. Đấy là chuyện rất bình thường. Và cứ tập một thời gian rồi cái chánh niệm ấy nó sẽ dần dần nó tăng trưởng lên. Có thể là có lúc mình giữ được 5, 7 phút, 10 phút. Rồi dần dần cái hình ảnh đó, cái chánh niệm vững chắc lên rồi sẽ duy trì hình ảnh đấy được 20 phút, 30 phút. Sẽ tăng dần lên như vậy cho đến khi mình sẽ duy trì được hình ảnh đó suốt cả 1 tiếng, 2 tiếng. Rồi dần dần mình cứ duy trì được như vậy thì sẽ đắc định được. Mới tập thì sẽ như thế, nhưng tập thuần thục rồi thì hình ảnh đấy sẽ duy trì liên tục được. Còn muốn tu tập ở chỗ chùa sư thì cứ núp ra thẳng chùa là được. Ra thẳng chùa cũng được, mà liên hệ qua văn phòng cũng được. Nhưng mà không thì cứ đi ra ngoài đó. Cứ ra ngoài đấy thì sẽ có người sắp xếp. Và ở chỗ chùa sư thì hành thiền miên mật, chủ yếu là hành thiền. Xuất gia gieo duyên thì cũng được, nhưng mà sư ít khi tổ chức các khóa xuất gia gieo duyên. Và chủ yếu là tổ chức hành thiền. Ngày người xuất gia hay tại gia cũng hành thiền như nhau. Một ngày hành thiền khoảng 8, 9, 10 tiếng. Và quanh năm, ngày tháng, ngày nào cũng hành thiền theo thời khóa như vậy. Ai cũng tu tập như ai hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch sư ạ. Thì tại nhà con có thực hành phương pháp thiền quán tử thi và xác chết ý, thưa sư. Nhưng mà lúc con mục đích của thiền này của con là con muốn định để mà bỏ đi cái tham ái, nhưng mà con chỉ cảm nhận được và lúc mình quán được tóc lông móng răng da các bộ phận thì mình có thể loại trừ tham ái chỉ trong cái lúc thiền đó thôi. Khi mà xuất thiền rồi thì mình vẫn còn, thậm chí là cái ái nhiễm nó còn nhiều hơn nữa thưa sư. Con muốn hỏi sư là lúc trong cách nào trong cả đời sống mình có thể quán được vậy luôn không? Con cảm ơn Sa Thu. Khi mà thực hành thì cái lúc mình quán thì đương nhiên nó sẽ chế ngự rất là cao. Nhưng mà sau khi xả thiền ra mình phải phòng hộ được các căn. Phải phòng hộ được các căn chứ đừng có phóng túng quá. Đôi khi lúc mình hành thiền đấy là cái lúc mà tâm nó rất là thanh tịnh và ngay cái lúc đấy nó rất dễ sinh ra sự chủ quan. Ngay lúc đấy mình lại dễ sinh ra là như thế này là mình sẽ có được cái tâm rất là thanh tịnh rồi. Và mình không còn cái tâm đề phòng ấy nó yếu đi. Cái tâm đề phòng ấy nó nghĩ rằng là chắc bây giờ mình có tiếp xúc với những cái cảnh trần bên ngoài nó cũng không có khởi lên cái tham đắm tham ái nữa. Và chính vì vậy cho nên là khi mình xả thiền ra mình lại để cho các căn của mình nó phóng dật, phóng túng, nó lại bắt những cái cảnh sắc ở bên ngoài và mình lại quán đó là tịnh, mình lại quán ngược lại, mình lại thấy cái cảnh này đẹp, cảnh kia đẹp, thì tự nhiên những cái tâm tham ái này nó lại trỗi, nó khởi trở lại. Cho nên là trong khi mà mình thực hành rồi và phải tập là mình luôn luôn phải đề phòng, phải ngăn ngừa. Ngay cả lúc xả thiền ra, ngay lúc đấy mình cũng phải nhắc nhở mình là vẫn phải giữ chánh niệm. Cái hình ảnh tử thi niệm về xác chết này phải được an trú và duy trì cả những cái lúc mình tiếp xúc với ngoại cảnh ở bên ngoài. Luôn luôn như vậy, phải áp dụng được cả như vậy.
thì mới ngăn ngừa được, mới chế ngự được những cái tham ái nó không khởi lên nữa. Để cứ tập đi một thời gian nó thuần thành thuần thục rồi thì tự nhiên mình mới mới duy trì được cái chánh niệm ấy trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi. Phải như thế cơ, và lúc nào mình phải biết rằng là pháp quán này chế ngự tạm thời chứ không phải là đoạn trừ tuyệt đối. Thì khi nào mình thực hành đến thiền Vipassana, thiền tuệ phân biệt danh sắc, thì nó mới có cái uy lực là đè nén cao hơn về những cái tham ái này, hay là mới có thể đoạn trừ được tham ái này khi mình chứng đắc các đạo quả siêu thế cơ, mà phải tu đến mức độ rất cao thì mới đạt được như vậy. Còn lại thì luôn luôn phải phòng hộ, luôn luôn phải đề phòng khi đã xả thiền ra. Dạ kính bạch sư, là ở nhà con có thực hành thiền quán hơi thở, thì con thường hay bị cái tình trạng là giống như là mình dễ bị hôn trầm buồn ngủ trong lúc hành thiền hơi thở, thì không biết là lúc đó là mình có nên tiếp tục hành thiền ngồi hay là mình chuyển qua hành thiền mình vừa đi mình vừa quán hơi thở. Và cái câu hỏi thứ hai nữa là, thí dụ trong suốt quá trình mà mình thực hành thiền là mình chỉ nên chọn một đề mục, là từ giống như con chọn đề mục hơi thở là trong suốt hết cuộc đời con luôn, hay là mình có thể là chọn nhiều cái đề mục để thực hành cùng một lúc bà sư? Dạ con cảm ơn sư. Khi mới ngồi thiền, nhất là thiền hơi thở, thì sẽ thân tâm mình nó rất là an. Mà khi ngồi thiền hơi thở nó chỉ chú vào hơi thở, nó rất là an nhàn và nó có cái sự an lạc. Cho nên là cái lúc đầu nó sẽ hơi hôn trầm một chút, nó tùy từng người. Có những người thì ngay từ đầu cũng không hôn trầm, nhưng mà sẽ có những người sẽ hôn trầm mất khoảng mấy chục phút đầu, rồi sau đó từ từ nó sẽ tỉnh lại. Có những người thì lúc đầu rất là tỉnh, nhưng sau đó thì từ từ lại hôn trầm lại khởi lên. Mỗi người mỗi khác, và cái nguyên nhân hôn trầm thì nó rất nhiều. Có những người thì do mình thiếu ngủ mà nó hôn trầm, có người do cơ thể mình nó không được khỏe, nó hôn trầm. Có người là do mình chú tâm không đúng, chú tâm mạnh quá, nó bị đơ tâm ra, nó cũng hôn trầm. Để tâm nhẹ quá, yếu quá, mình quan sát những cảm thọ trên người mình và mình cảm thấy nó an lạc quá, nó cũng hôn trầm. Thì mình biết được nguyên nhân hôn trầm sinh ra từ đâu thì dễ đoạn trừ nó nhất, dễ mà biết được cách để buông bỏ nó nhất. Mà mình không tìm được nguyên nhân thì nó cũng hơi khó. Mà vậy thì khi hôn trầm mình cố gắng là vẫn biết hơi thở cùng với cái hôn trầm đấy, và cứ chờ đợi cho cái hôn trầm ấy nó tự động nó qua đi. Và cố gắng là đừng để cho nó hôn trầm quá sâu. Hôn trầm vừa vừa thì vẫn hành thiền được. Khi mà hôn trầm nó sâu quá, mạnh quá thì phải đứng lên đi bộ, thì để nó bớt hôn trầm đi. Còn lúc hôn trầm ấy mình hơi hơi vọng tưởng một chút, nó cũng đỡ hôn trầm. Do mình để tâm nó nặng nẽ quá, nhất tâm quá nó hôn trầm, thì hơi hơi cho cái tâm nó vọng tưởng một chút là nó lại tỉnh táo lại. Mình lẩm nhẩm, mình nhớ đến một bài kinh nào đấy, và lúc đấy mình quay sang mình thực hành một pháp thiền quán nào đấy. Như cái người mà niệm về tử thi này nó rất ít hôn trầm. Thứ nhất là mình luôn luôn phải gắng gượng để hình dung ra cái hình ảnh của xác chết, và khi hình dung ra hình ảnh của xác chết tâm mình rất là kinh cảm, và đó là làm cho tâm mình nó rất là tỉnh táo. Cho nên người mà niệm về tử thi ít hôn trầm. Nếu như mình hay hôn trầm, mình có thể áp dụng niệm tử thi này khoảng 20 phút hoặc 30 phút đầu này, niệm xác chết xong sau đó mới quay lại hơi thở, thì cái thời thiền đấy cũng sẽ rất ít hôn trầm. Còn khi mà người mà đi thẳng vào thiền hơi thở thì tâm rất là an, rất là nhẹ nhàng, khinh an, nó an lạc, cho nên nó sẽ dễ hôn trầm. Nên là về cứ khi hôn trầm quá thì chuyển sang một cái pháp thiền khác, một lúc sau lại quay lại hơi thở, đấy là nó sẽ bớt hôn trầm đi. Dạ kính thưa sư, là câu hỏi của con đặt ra là khi mà mình nghĩ tới một cái xác chết về con người thì mình quá u sầu, mình có thể chuyển qua là nghĩ một cái xác chết về con vật được không? Không nên niệm về xác chết về con vật, thì cái sự kinh cảm nó không cao. Mình nên niệm xác chết về trên thân người, vì mình tham ái, niệm xác chết để đoạn trừ tham ái. Tham ái thì nó sinh ra sầu bi ưu não, mà mình sinh ra sầu bi ưu não là do mình quá thương, quá quan trọng về cái xác thân này. Mình càng như vậy thì càng phải niệm,
Còn mình đâu có tham ái với những cái con vật nó chết đấy đâu. Con vật đấy nó chết rồi mình không còn tham ái với nó, nên mình không nên niệm xác chết ở trên nó. Nó không có tác dụng nhiều. Mà tác dụng nhiều là niệm trên cái xác thân của con người. Đầu tiên mình mà sợ sầu bi ưu não thì mình hướng tâm đến cái người mà mình không quen biết đi. Một cái hình ảnh ở trên mạng, trên bất cứ đâu đấy, mình nhìn thấy rồi mình hình dung tưởng tượng ra, rồi sau này mình quen đi rồi thì mình hướng tâm đến một cái xác của người thân cũng không sao, cũng không bị động tâm nữa. Còn lúc chưa quen thì mình đừng có hướng tâm đến người thân thôi. Và cái pháp này bắt buộc mình phải hành trên một cái xác của một người khác, rồi sau đó mình mới liên hệ đến cái bản thân mình được, mình mới thấy được sự chết trên mình, rồi sau đó mình mới liên hệ đến cả những cái người mà mình đang có tham ái. Thì khi mà mình chấp nhận cái sự thật đấy rồi, thì khi mà cái chết nó có xảy ra với mình hay là với người thân thì mình mới không bị sầu bi, mới không bị ưu não nữa, và mình coi rằng đó là sự thật và mình phải chấp nhận sự thật đấy. Mình có chấp nhận sự thật đấy thì mình mới là cái người trí tuệ. Còn mình không chấp nhận sự thật đấy là mình đang sống ở trong cái sự si mê, đang sống trong tà kiến, sống trong vô minh, tham ái chấp thủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch sư, cho con hỏi câu hỏi ạ. Con là Phật tử thọ trì năm giới, có thể sử dụng thuốc đông y dạng cao lỏng có chứa một ít cồn hay rượu với có tác ý chỉ sử dụng để chữa bệnh thì có phạm giới không ạ? Cho cô xin hỏi ạ. Khi mà rượu mà dùng để làm thuốc chữa bệnh thì không phạm giới. Khi mình uống rượu để mình thưởng thức, mình hưởng thụ hay là làm cho mình bị say sưa đi thì mới phạm giới. Còn khi mà mình tra nó vào thức ăn, nó trở thành thức ăn bình thường thì không phạm nữa. Hoặc mà mình làm một vị thuốc để chữa bệnh thì không phạm giới nữa. Dạ, cho con xin hỏi thêm câu ạ. Xin sư chỉ dạy cho con hiểu thế nào là bố thí với niềm tin ạ. Bố thí với gì? Niềm tin ạ. Bố thí với niềm tin. Bố thí với niềm tin là mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Mình tin rằng mình bố thí là mình đang gieo một cái nhân, nó sẽ tạo ra cái phước lành. Nhưng mình tin rằng là khi mà mình bố thí rồi, mình ước nguyện một điều gì đó, thì cái nhân bố thí này sẽ đưa đến cái quả cho mình ở tương lai. Như là mình mong rằng nhờ bố thí này mong cho con được sống lâu, được mạnh khỏe, được an vui, có sắc đẹp, được giàu sang. Hay là có những người thì phát nguyện sinh về cõi thiên giới. Có những người thì bố thí với cái ước nguyện chứng ngộ niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì khi mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp, mình bố thí với niềm tin như vậy thì cũng gọi là bố thí với thiện tâm hợp trí tuệ. Đấy là mình có niềm tin đúng, mình hiểu đúng, mình hiểu về nhân quả của cái pháp bố thí đấy. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, con xin tri ân sư. Con có câu hỏi ạ. Dạ, trong lúc hành thiền thì con cũng có hành thiền nhiều đề mục khác nhau. Con có cảm nhận là giữa trán của con nó cũng có nóng và nó cũng có giật giật nữa, mà cũng rất là nhiều lần ạ. Mà nó cũng thời gian dài nó hết xong rồi nó có lại, nhưng mà con vẫn tập trung vô đề mục ạ. Dạ, câu hỏi thứ hai thì con không biết đó là tình trạng gì ạ. Câu hỏi thứ hai của con là lúc con xuất thiền hoặc là con làm những cái việc làm hàng ngày bình thường thì lâu lâu thì con lại nhắm mắt lại, tự nhiên con lại thấy một vệt sáng, ánh sáng vàng. Rồi lâu lâu con lại thấy một cái ánh sáng khác cũng là ánh sáng vàng. Con cũng không biết là như thế nào ạ. Dạ. Khi ngồi thiền mình chú tâm mà mình để tâm nó ở cái vị trí nào ấy, thì cái tâm nó sinh khởi ở đấy rồi nó sẽ dính vào đấy. Và mình sẽ cảm nhận đấy, nó có cái sự tê tê ở đấy, cứng ở đấy, hoặc nóng, hoặc là có những cái cảm giác như là có cái gì nó tác động vào cái vùng da ở đấy. Những người nào mà ngồi tâm mình chú tâm, mình cứ căng thẳng, mình cứ để tâm ở trên đầu, ở trên trán này, thì tự nhiên mình, một thời gian sau thì mình sẽ thấy nó nặng nặng ở đấy, nó tê tê cứng cứng ở đấy, và
Như vậy là cái chú tâm nó mạnh quá, và để tâm nó cách cái da đấy ra một tí, nhưng mà để tâm xuống dưới cửa mũi này, nếu quan sát hơi thở, mình đừng có dùng cái trán để quan sát, đừng có dùng mắt để quan sát. Nhất là cái người nào mà hành thiền hơi thở mà mình cứ quan sát giống như mình đang dùng con mắt mình nhìn ý, thì một thời gian mình sẽ thấy mắt mình sẽ bị đỏ, bị đau, bị chảy nước mắt ra. Đấy là do mình chú tâm ở đâu thì nó sẽ, cái tâm nó sẽ sinh khởi ở đấy, mà cái tâm ấy nó cũng tạo ra những cái sắc vật chất và nó tác động vào đấy, và nó sẽ làm cho ở cái vùng da đấy có cái lực tác động và mình sẽ cảm nhận được điều đó. Và nó tác động vào những cái chỗ nào mà nó dễ bị tổn thương mà mình sẽ vẫn bị thì vẫn bị đau nhức khó chịu ở đây. Mình để tâm trên mắt thì nó sẽ đau mắt, để tâm ở đầu nó sẽ đau đầu, nhưng mà mình để tâm nuôi xuống dưới cửa mũi này thì nó bỡ bị ảnh hưởng, nó ít bị ảnh hưởng hơn. Nên là để ý lần sau, thứ nhất để tâm nhẹ nhàng hơn, đừng chú tâm căng thẳng như thế nữa. Hay là nếu quan sát hơi thở thì để tâm xuống dưới mũi và đừng có hoạt động, đừng để cho tâm nó hoạt động ở trên trán này. Thực ra tâm của mình nó không sinh khởi ra ở trong não, nó không sinh khởi ở trên trán như là những kiến thức phổ thông mà mình đã từng được học. Mà trong lúc ngồi thiền ấy, cái ý thức của mình nó sinh khởi từ trái tim. Nên những người nào mà mình chú tâm mạnh quá, mình sẽ cảm thấy nhói tim, đau tim và tức ngực khó chịu. Nó sẽ rất rõ ràng điều đó. Mình vào đến tầng thiền rồi thì mình sẽ thấy mọi cái suy nghĩ của mình nó sinh khởi lên từ ở trong sắc trái tim này cơ, chứ nó không sinh khởi ở trên đầu. Và mình cứ nghĩ là tâm nó ở trên đầu nên mình cứ chú tâm lên đấy thôi, và nó sẽ nặng nặng ở trên đấy. Còn cái khi mà hành thiền tốt rồi, nó sẽ phát sinh ra ánh sáng. Tâm mình định tĩnh nó có sẽ ánh sáng. Nếu như lúc ấy để tâm nhẹ nhẹ thì mình sẽ thấy ánh sáng nó sát ngay ở trước mặt này nở. Còn nếu mình chú tâm mạnh quá thì mình không thấy, không thấy nó ở trước mặt, nó có thể xuất hiện ở đâu đấy. Nhưng khi xả thiền ra, mình để tâm nó thảnh thơi, thư thái, nhẹ nhàng lại rồi thì mình lại dễ thấy cái ánh sáng đấy. Và cái người nào mà ngồi thiền nhiều ấy thì cái ánh sáng đấy dần dần nó xuất hiện, và cứ lúc nào mình nhắm mắt vào nó cũng sáng, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Khi mình đi ngủ mình nhắm mắt vào nó sẽ sáng suốt rồi. Mình để tâm ở trên người mình sẽ thấy toàn thân mình nó sáng sáng rực lên. Còn mình để tâm ở đâu mình sẽ thấy ở đấy nó sáng. Mà nó sáng đấy chính là cái nội tâm của mình, do mình được hành thiền. Nó cũng cái phiền não nó bớt đi, những cái ô nhiễm nó bớt đi, và cái nội tâm của mình nó trong sáng lên. Khi mà nội tâm nó trong sáng lên rồi thì lúc nào nó cũng sáng. Cái người hành thiền thường xuyên thì cái ánh sáng ấy nó thường trực, nó hiện diện suốt, bất cứ lúc nào nhắm mắt vào nó cũng sáng cả. Càng về sau, càng hành lâu ngày thì cái ánh sáng đó nó lại càng liên tục, và ở bất cứ lúc nào cũng thấy nó hết. Dạ, Nam Mô con Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trình pháp giùm. Dạ thưa, con kính bạch sư, trong lúc con ngồi thiền có thấy một số hiện tượng như trong cơ thể con luôn xuất hiện một luồng khí nóng tập trung ngay bụng, có lúc ngay vai, ngay ngực và phía sau lưng. Dòng khí nóng này lúc đầu nóng nhưng sau đó thì không còn. Có những hôm con ngồi thiền, con hay ngửi được một luồng hương thơm, một mùi thơm tươi mát, dịu nhẹ, cảm nhận rõ một luồng hương. Trong lúc thiền, con thấy cuốn sách và đọc được một vài chữ trong đó. Lúc mới xả thiền, nhờ được một vài chữ đọc được trong cuốn sách đó, và sau đó vài phút thì con không nhớ được là chữ gì. Sau khi thiền, con có chia phước và hồi hướng, thì thấy cơ thể rung lên toàn thân. Trong lúc ngồi thiền thì cảm giác có ai đó ở gần cạnh mình, cảm nhận như đang sờ vào tay mình và chạm vào đầu mình. Có vài hôm thiền con thấy hơi thở và thân tâm nhẹ tinh, có hôm thì không có cảm giác đó. Con kính mong sư giải đáp giúp con được rõ các hiện tượng con gặp phải khi ngồi thiền và cách khắc phục các hiện tượng trên. Con xin tri ân sư. Tất cả những cái hiện tượng đấy đều là do mình tưởng ra nhé. Đấy đều là những cái vọng tưởng, rồi mình lại chấp vào những cái vọng tưởng ấy. Khi ngồi thiền nó sẽ phát sinh ra rất nhiều những cái trạng thái ở trong tâm mình, và có rất là nhiều những cái cảm giác ở trên thân mình, thân tâm nó sẽ phát sinh ra rất nhiều những cái tưởng khác nhau, những cái vọng tưởng hay là những cái cảm tưởng khác nhau.
Và nếu như mà mình cứ đi theo nó thì nó càng sinh khởi nhiều. Mình càng quan sát nó sinh hết cái này, nó sinh ra cái kia. Và sau này mình cứ nghĩ đến cái gì nó sẽ sinh ra cái đấy. Và mình bị lừa bởi chính cái tưởng đấy của mình. Và mình phải buông được cái này đi thì mới tiến bộ trong pháp thiền này được. Còn nếu cứ đi theo pháp này thì mình sẽ đi sai. Mình sẽ đi lạc vào tà định ngay, không đi vào chánh định được. Nên là lần sau bất cứ một cái cảm giác gì nó xuất hiện ở trên thân, không được hướng tâm vào nó, không được quan sát nó, không được đi theo nó, không được suy luận, phân tích gì về nó cả, mà phất nờ nó đi, nản ngay tâm mình đi chỗ khác, không bận tâm, không quan tâm đến nó. Hay là bất cứ một cái cảnh gì, một cái hình ảnh gì nó xuất hiện ở trong tâm, thì mình cũng gạt ngay nó đi, buông ngay nó đi, nản ngay cái tâm mình sang cái cảnh khác, để mình không đi theo nó, không chú tâm, không phân tích, không suy luận, không để ý đến nó nữa, thì nó không khởi lên nữa. Để sau này mình mới luôn luôn giữ được tâm trên pháp thiền của mình. Đó là mình thực hành pháp gì thì mình chỉ chú tâm trên đúng cái pháp ấy mà thôi. Niệm hơi thở, chỉ biết hơi thở vào ra mà thôi, chứ không suy luận, phân tích, không tưởng tượng thêm ra một cái cảnh gì trong hơi thở ấy. Khi mà niệm Phật cũng vậy, giải tâm từ cũng vậy, hay niệm về xác chết này cũng vậy. Hành cái gì thì mình chỉ chú tâm đến đúng cái đặc tính của pháp ấy. Hành đến xác chết thì chỉ chú tâm đến kia, đến đặc tính bất tịnh của xác chết. Chỉ mỗi vậy thôi, không tưởng tượng thêm cái gì nhiều, không được tưởng tượng thêm những cái gì không cần thiết. Và khi mà tập trung tốt rồi thì trong tâm bắt đầu nó có những cái hình ảnh, trong tâm sẽ xuất hiện những cái ánh sáng nimitta. Và mình cũng phải nằm nơ đi, không được đi theo. Cứ đi theo ấy thì bắt đầu những hình ảnh sẽ xuất hiện ra. Và mỗi người mỗi cái tưởng khác nhau, thì mỗi người sẽ thấy những cái cảnh khác nhau. Và tất cả những cái cảnh ấy nó chỉ là cái ảo tưởng, chỉ là cái tưởng tượng của nội tâm mình. Và mình cần phải buông nó đi thì mới phát triển được cái chánh định. Còn đi theo nó là mình sẽ đi lạc vào tà định. Và điều đó sẽ không tốt, không có lợi mà còn có hại. Nên cố gắng nhận ra được là cái này là nguy hiểm, cái này cần không phải buông đi, cái này là mình không được quan sát, cái này không được chấp trước nữa, thì lần sau nó sẽ không khởi lên nữa. Còn ưa thích, còn ghi nhớ nó thì lần sau nó cứ khởi lên hoài. Nó khởi lên nhiều quá sau này mình sẽ bị mất tự chủ, là không hành thiền được nữa. Dạ, mô Phật, con chào sư ạ. Dạ, con có một câu hỏi cũng như là một lời khuyên muốn xin từ sư ạ. Là con dự định sau khi mà con tốt nghiệp đại học thì con sẽ qua học viện Phật giáo học và con chọn khoa Bali ạ. Thì con muốn sư cho con một số lời khuyên là con, nếu mà con muốn học bên tiếng Bali thì cách thức học cũng như là phương thức học bắt đầu từ đâu ấy ạ. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Học tiếng Bali thì học cũng giống như là mình học một cái môn ngoại ngữ khác. Mà nhưng mà tiếng học Bali thì cũng rất dễ chứ không khó, nhưng mà bước đầu mình phải có ai đó biết chỉ cho mình một chút, biết được cách mình chỉ học được một số những nguyên âm, những cái từ vựng một chút thôi, hay là biết được một số cái bảng chữ cái là mình sẽ đọc được. Còn nếu mà học để chuyên sâu về thì mình phải học theo một cái lớp, một cái trường chuyên dạy về Bali, cũng giống như học tiếng Anh ấy, học các ngoại ngữ khác cũng vậy. Mà nếu mà học chuyên sâu thì khó lắm. Còn mà chủ yếu là mình nên học kinh điển, học vào kinh Nikaya thôi, học Bali một chút xíu hỗ trợ thêm, chứ mình không có thời gian để mà học sâu được. Thì nên học kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tăng Chi Bộ, Tiểu Bộ, Tương Ưng Bộ, năm bộ kinh đấy. Thì giờ phiên dịch ra tiếng Việt có hết rồi. Như thời ngày xưa chưa phiên dịch ra mà mình muốn học những kinh ấy thì phải học Bali mới nghiên cứu được. Còn bây giờ thì đã phiên dịch ra hết tiếng Việt rồi. Dù một người không học Bali vẫn nghiên cứu được kinh Nikaya. Cũng như ngày xưa mà kinh Bắc truyền chưa được dịch ra tiếng Việt thì phải học chữ Hán thì mới học được kinh điển. Nhưng mà bây giờ thì cũng được Việt ngữ hết rồi. Dù mình có học kinh gì mình cũng không cần phải học qua cổ ngữ như là chữ Hán hay tiếng Bani nữa. Cái đấy không còn quan trọng nữa. Mà bây giờ quan trọng là mình phải học tam tạng, học kinh, học luật, học luận và thực hành giới định tuệ. Dạ thưa sư. Dạ năm. Con kính bạch sư. Dạ con kính bạch với thầy cùng đại chúng ạ. Dạ con xin sư chỉ cho con là
khi con quán tử thi á, thưa sư, con kiểu con tưởng tượng nhiều quá, con tưởng tượng cái hình ảnh giống như là cái tử thi đó nó căng xong rồi có nó tím xong rồi nó nứt ra á, thưa sư, rồi nó chảy nước xong rồi cái con tưởng tượng là những cái con chó rồi những cái con chim nó bay tới nó tha những cái ruột, những cái đồ lòng ở trong mấy người đó đó, thì lúc đó cái hình ảnh đó nó con kinh cảm quá, thì con giống như là con nghe giống như là con nhe răng hay là con nhăn mặt, thì cái hình ảnh đó, cái lúc đó mình tâm chú mình tập trung quá thưa sư, thì cái hình ảnh đó nó gợi ra giống như mình đang đứng mình coi thật á, thì lúc đó thì con sanh hỷ lạc rất là nhanh, có ánh sáng, và lúc đó là coi như là nhờ cái sự tâm chú vô cái hình ảnh đó, nhưng mà con lại khi mà con sực nhớ lại thì mình đang thiền á, mình có những hình ảnh như vậy á, thì ai mà nhìn thấy thì con rất là ngại, tại vì lúc mình kinh cảm quá cái hình ảnh như vậy á, thưa sư, thì mình có những cái cử chỉ cho khuôn mặt của mình lúc mình hành thiền á, thì nó sanh hỷ lạc rất nhanh và nó đi qua định và có được cái minh tá rất nhanh, nhưng mà con ngại là ở nhà con hành thiền nó không sao, nhưng mà lỡ mà chẳng hạn như ở đây con ngồi con hành thiền đó thì nó hồi nãy con làm y chang như vậy thì nó hình ảnh ấy, nên con lại bị chặn lại, cái con lại không có quán tiếp á. Thì hình ảnh cử chỉ như vậy con có nên tiếp nữa không? Dạ con xin hết ạ. Cái mình quán tử thi lúc đầu thì mình có thể tưởng như thế, nhưng mà sau đó mình giữ một hình ảnh đấy nhá, giống như là một cái bức ảnh chụp một cái khoảnh khắc nào đấy, và mình phải giữ nguyên cái hình ảnh đấy và không nên tưởng tượng phân tích nhiều. Nếu mình cứ tưởng tượng là cái bắt đầu là cái người này chết rồi trương nên rồi bầm tím rồi dần dần mới thối rữa, dần dần mới mục nát, dần dần mới phân hoại, thì mình tưởng tượng như vậy thì cũng không vào định được, nó không vào định sâu được, mà mình chỉ giữ một cái khía cạnh nào đấy thôi, một cái hình ảnh nào đấy, và duy trì cái hình ảnh đấy suốt ở trong tâm suốt thời thiền. Mình quán về cái sự phồng trương của cái xác chết đấy, thì mình chỉ quán cái tướng ấy nó phình trương lên thôi, rồi mình cứ niệm giữ nguyên một cái đấy và đừng tưởng tượng thêm nữa. Hoặc là mình tưởng tượng là cái xác này đang phân hủy, là đang thối rữa hay là đang bị giòi bọ bâu bám ở đấy, thì mình giữ nguyên một cái hình ảnh là cái xác đang có giòi bọ đấy thôi, chứ đừng có tưởng từ cái này sang cái khác. Mình chỉ giữ một hình dáng duy nhất vậy. Và cái lúc ấy nó có sự kinh cảm, nhưng mà cái kinh cảm đấy nó nằm rất là thâm sâu ở trong nội tâm mình. Còn nếu như mà khi mà nó còn bộc phát ra thành những cái cảm xúc mà mình cảm thấy nó có sự nhăn nhó ở trên khuôn mặt ấy, thì lúc đấy là nó lại bị thái quá rồi. Lúc đấy là bị thái quá là do mình tưởng tượng rõ ràng quá. Tưởng tượng vừa vừa thôi nha. Mình vẫn phải giữ được cái ý thức của mình. Vẫn phải giữ được cái ý thức là nó cảm nhận. Nó có cái kinh cảm thì nó chỉ ở trong nội tâm thôi, chứ nó không bộc phát ra thành những cái cảm xúc vui buồn ở trên cái thân thể này, ở trên cái khuôn mặt này. Mà nếu mà nó còn bộc lộ thành cái cảm xúc như vậy thì nó lại thành một cái sự gì đó nó hơi ghê gớm ấy, ghê gớm quá. Nên lần sau để cho cái mình thấy cái hình ảnh đấy nó vừa vừa một chút, tức là mình suy xét phân tích ít thôi. Phân tích ít lại và mình chỉ niệm một hình ảnh đấy, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, cứ niệm như thế thôi. Thì cái cảm xúc nó khởi lên nó ít hơn một chút nữa thì mới đúng. Còn nó còn khởi lên mạnh mẽ rõ ràng quá như vậy thì vẫn chưa đúng. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Con kính thưa sư, dạ cho con xin hỏi là tiến trình của bản ngã sinh ra từ thức nào ạ? Và sáu thức, thức nào có ngã và thức nào không có ngã ạ? Dạ con kính mong sư giải đáp giúp con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì mỗi một cái thức nó có cái chức năng nhiệm vụ khác nhau. Cái nhãn thức thực ra nó chỉ là một cái tâm quả, nó chỉ có một cái nhiệm vụ đó là nó biết cái sắc. Còn nó chấp vào cái sắc ấy là do ý thức. Ý thức mình nó mới chấp đây là sắc của tôi. Thì đấy là nó đi với vô minh tà kiến thì nó sinh ra ngã. Còn nó đi với trí tuệ, nó biết rằng sắc này là vô thường của vô ngã thì nó là vô ngã. Đấy là ngã là như vậy, hay là ta như vậy. Nhĩ thức thì nó chỉ là mỗi nhiệm vụ là nghe âm thanh, nó không có biết suy nghĩ gì khác nữa. Còn cái ý thức
này nó mới phân biệt âm thanh này là thường lạc ngã tịnh hay là vô thường vô ngã. À, nếu như nó si mê tà kiến thì nó sinh ra ngã. Còn nếu mà nó trí tuệ giác ngộ thì nó là vô ngã. Mũi người hương cũng vậy, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm cũng vậy. Thì năm cái thức kia nó chỉ biết năm cảnh trần. Còn cái ý thức mới là cái nhận định cái cảnh trần ấy. Có như lý tác ý thì là vô ngã, mà phi như lý tác ý thì nó sinh ra chấp ngã. Vô minh tham ái thì nó sinh ra chấp ngã. Còn trí tuệ giác ngộ thì nó sẽ đoạn trừ được cái chấp ngã, nó thành vô ngã. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Dạ sư, xin sư cho con thêm một câu hỏi nữa. Là con bị một cái vấn đề là con tu tập rất là nhiều các pháp thiền với các thiền sư khác nhau ấy, với lại con có tham khảo rất là nhiều đề mục. Cho nên con bị một cái vấn đề là khi ví dụ như con đang thiền 30 phút về thiền quán hơi thở thì hơi thở từ mũi của con lại chuyển sang niệm là hơi thở từ bụng. Nhưng mà trong lúc thiền như vậy có thể là con chuyển sang đề mục Kasina, từ Kasina con lại chuyển sang quán sự chết, rồi từ quán sự chết con lại chuyển sang rễ tâm từ. Như vậy không biết có ổn không sư? Tại vì con bị rất là nhiều các pháp thiền khác nhau ấy, nó cứ không duy nhất không một đề mục được mà nó cứ thay đổi nhiều hoài. Cảm ơn. Bây giờ mới tập mà tập mà quá nhiều pháp như vậy thì nó không vào định sâu được, mà phải chọn một cái pháp nào đấy chuyên sâu về cái pháp ấy, như là thực hành thiền hơi thở ở trên điểm xúc chạm trên cửa mũi này thì mình luôn luôn quan sát, dành rất nhiều thời gian để quan sát cái pháp thiền ấy. Và trong khi hành thiền mình thấy có nhiều vọng tưởng, có nhiều phiền não, có nhiều triền cái khởi nên, thì bắt đầu áp dụng một cái pháp thiền nào đấy để đối trị thiền cái ấy. Như là đang ngồi thiền mà cái tâm nó cứ vọng tưởng đến những cái chuyện buồn phiền, sân hận, bực bội, thì dành ra mấy chục phút để rải tâm từ để dẹp nó đi. Còn hay là mình hay có những phiền não, vọng tưởng liên quan đến tham ái, thì niệm về xác chết này để dẹp bỏ nó đi. Hay là lúc ấy mình buồn phiền, mình ưa thích những cái ngoại cảnh bên ngoài, mình không muốn hành thiền thì niệm Phật Pháp Tăng để tăng cái hoan hỷ, niềm tin với Phật Pháp đi, để mình không có chạy theo cái ngoại cảnh, cái niềm vui bên ngoài nữa. Thì đấy là những cái pháp thiền bảo hộ, bảo vệ, hỗ trợ. Còn mình phải chọn một pháp, như là niệm Kasina thì chuyên về một cái Kasina đấy, chuyên sâu. Hay là hành thiền hơi thở thì phải dành nhiều thời gian hành thiền hơi thở chuyên sâu. Như vậy thì mới vào định sâu được. Còn sau này mình mà tập tốt rồi, mình đắc thiền, đắc định rồi thì sau này mới tập như vậy thì lại được. Ví dụ mình đắc thiền rồi mình tập thiền hơi thở một chút, tập Kasina một chút, tập mỗi pháp thiền một chút thì lại không sao. Còn bây giờ mới đang tập chưa thành tựu thì mình phải chuyên sâu về một pháp nào đấy cho nó thành tựu đã thì mới được. Chứ còn đảo nộ liên tục như vậy thì là tâm nó không vào định sâu được, mất thời gian. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch đạo tràng, con xin hỏi hai câu. Câu thứ nhất, chồng con là người có đạo, mà khi thân xác chết rồi á, con tâm tưởng con ngồi thiền, con muốn hướng về chồng con, như thế là có được không thầy? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con hướng về, khi con hạnh thiền thì con hướng về Phật. Thầy trả lời cho con biết, để dạy cho con biết đường đi nẻo bước của con. A Di Đà Phật. Câu trước chưa nghe rõ là sao? Câu thứ nhất á, chồng con là người có đạo, nhưng mà khi chồng con mất á, con hạnh thiền thì tâm tưởng con hướng về chồng con, như thế có được không thầy? Đó, con hỏi như thế thôi. Không nên hướng về người mình quá là có cái tình cảm sâu nặng ấy. Yeah. Thì không nên nghĩ đến nhé. Mình nên nghĩ đến một cái pháp thiền khác. Yeah. Và nếu như mà lúc nào đó mình hồi hướng chia phước ấy, mình tụng kinh xong hay ngồi thiền xong mình hồi hướng chia phước, thì mình hồi hướng chia phước đến những người thân đã quá vãng. Trong đó có ông tên là như thế này, mình hồi hướng phước đấy cho cái ông chồng đấy thì được. Còn lúc ngồi thiền đừng có nhớ đến nhé. Mình nhầm mà cái người ngồi thiền ý, mà mình cứ nghĩ đến người mất nhiều, mình dễ bị phi nhân nó hay tác động ấy, làm cho mình bị thế này thế kia không hay, giống như người bị ốp, bị đồng bóng ấy. Dạ, đó, nên tránh nhá, tuyệt đối với người hành thiền là mình đang tu tập để gột rửa những phiền não, những ô nhiễm, diệt trừ những tâm bất thiện ở trong nội tâm mình,
giống như là mình đang làm một việc riêng tư cá nhân của mình, giống như một cái người mình vào nhà vệ sinh, mình tắm rửa, tắm giặt cho nó sạch sẽ cái thân thể của mình như thế nào. Thì khi mình ngồi thiền là mình đi sâu vào nội tâm của mình, mình vệ sinh, mình tẩy trừ những cấu uế phiền não ở trong nội tâm của mình, chứ không phải là mình đang làm một cái việc gì đó thiêng liêng mầu nhiệm. Nên là lúc đấy đừng có nghĩ đến ai hết, đừng có nghĩ đến ông bà tổ tiên, đừng có nghĩ đến thần linh thần thánh, đừng có nghĩ đến những người mất gì cả, đừng có nghĩ vẩn vơ những chuyện đó. Những chuyện đấy chỉ tăng thêm tham ái thôi. Và mình hành thiền là mình để đoạn trừ những phiền não, những tham ái ấy. Còn niệm ân Đức Phật thì mình hãy thực hành pháp thiền niệm ân Đức Phật nhá. Nhắm mắt vào, hình dung đến hình ảnh Đức Phật và niệm rằng vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si nên Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Arahang, Arahang, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho. Niệm học thuộc chín ân Đức Phật ấy, rồi niệm ân Đức Phật theo pháp thiền niệm ân Đức Phật đấy. A Di Đà Phật, cảm ơn Thầy. Dạ, quý Phật tử hỏi một câu cuối nữa rồi chúng ta đi ăn cơm. Rồi có gì buổi trình pháp buổi chiều quý vị sẽ hỏi sư tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư và con kính bạch tăng đoàn với lại đại chúng trong đây ạ. Con có 5 câu hỏi mà con không biết con hỏi được không ạ. Dạ, tại vì 3 tháng sư nhập hạ đó, nên trong quá trình thiền nó có những cái vấn đề phát sinh mà mình con không biết hỏi ai á sư. Cái câu hỏi thứ nhất đó, con là liên quan tới 2 thời thiền sáng nay á sư, về cái mà niệm tử thi á. Thì cái thời thiền thứ nhất á, thì con niệm, con quán á, cái hình ảnh của một người mẹ, của một người bạn. Thì tại vì lúc đó con có vào thăm, thì lúc đó giống như đời sống thực vật á sư. Rồi cái lúc mà cổ mất á, thì con có phụ lau xác á, nên con hình dung ra rất là rõ. Thì khi mà con tưởng tới cái hình ảnh mà cái xác của cổ bị trương phồng á cô sư, thì thật ra lúc đó con tự nhiên con cảm thấy rất là an tịnh. Và nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó thì tự nhiên có một cái hình ảnh cũng cái người đó xuất hiện lúc mà cổ còn sống, tức là cổ cười nói vui vẻ. Và tự nhiên cái lúc đó thì con ý thức rõ hơn là cái sống chết nó rất là vô thường và nó chỉ cách nhau có một sợi chỉ thôi. Rồi đến cái thời thiền thứ hai á, thì con lại quán tới cái hình ảnh của ba con mất cách đây 1 năm. Thì tại vì ba con lúc mà sau đó ba con mất thì ba con cũng nằm một chỗ á sư. Thì có một cái chân ba con bị hoại tử nên nó cũng bị chảy nước rồi nó cũng vàng này nọ á sư. Thì tại vì sư không có cảnh báo lúc đầu là mình đừng có niệm người thân á, mình đừng quán người thân. Nên khi mà con nhớ tới cái hình ảnh của ba con lúc đó đó, thì lúc đó thật ra cái thời thiền thứ hai con bắt đầu thấy ánh sáng. Nhưng mà khi mà cái hình ảnh ba con nó hiện lên quá rõ ràng á, thì cái mà sầu bi trong con nó nổi lên và con cảm giác nước mắt con nó trào ra. Thì con có ý thức là con đang thiền và con phải cố gắng con giữ, thì con mới vẫn nghĩ tới hình ảnh ba con. Nhưng mà con nghĩ tới cái hình ảnh ba con mà lúc chờ liệm, nghĩa là sau khi đã quần áo sạch sẽ. Và nếu như vậy thì lúc đó con cảm thấy con tịnh hơn. Và con lúc đó thì con hiểu ra một cái là cái cuộc đời này nó rất là khổ và rồi cũng sẽ tới lượt mình. Đó là cái con trải qua sáng nay, trong 2 thời thiện sáng nay á sư. Đấy là do đấy, khi mà mình hướng đến người thân nó dễ sinh ra cái xúc động như vậy. Nên là vẫn nên tránh niệm người thân và mình vẫn nên niệm những người khác. Thì khi nào mà sau này mình đã thực hành một thời gian rất là dài rồi, rất là tự tại rồi, không còn bị chi phối bởi những cái cảm xúc sầu ưu đấy nữa, thì có thể niệm đến người thân cũng được. Nhưng mà mới tập, những người sơ cơ mới tập thì tránh nhé, đừng hướng đến người thân nữa, mà cứ tập hướng đến những người bên ngoài. Thì nó không khởi lên cái xúc động đấy mới vào được định. Còn đã khởi lên cái xúc động đấy, nó không vào được cái định sâu được. Dạ, rồi câu hỏi thứ hai,
Tại vì con có thiền cái mà Kasina thưa sư, thì trong gần như là 3 tháng vừa rồi là con chỉ tập trung con thiền Kasina thôi. Thì con cảm giác là con rất là phù hợp, tại vì gần như con thiền mỗi thời là con đều thấy ánh sáng. Và cái ánh sáng đó con có cảm giác là nó gần như cái trải nghiệm của mỗi thời thiền nó đều khác nhau. Có khi thì con thấy cái ánh sáng nó rực rỡ như là mặt trời hừng đông. Có khi con thấy nó sáng như là một cái, mình nói giống như là một cái vần mây trắng mà nó ẩn nắng đó sư. Tức là sắc thái và màu sắc của nó thay đổi hết. Thì sư cho con hỏi là cái việc mà mình thu nhỏ hoặc là mình phóng rộng cái ánh sáng nó ra thì mục đích để làm cái gì ạ? Nếu mà hành Kasina thì khi nào mình duy trì cái ánh sáng ấy được 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì phải bắt buộc phải làm cái phương pháp mở rộng Kasina này. Mở rộng ra thì mình rộng từng tí một, mình chỉ cần chú tâm vào cái Kasina đấy, niệm Kasina một lúc để ánh sáng nó sáng rực lên. Rồi sau đó mình tác ý là ánh sáng này hãy rộng ra một chút, tức là mình đưa cái tâm mình lới ra một chút, rộng ra chút nữa. Và mình phải mở rộng nó ra khắp không gian vô biên ý. Để làm cái, bởi vì thực ra ánh sáng nó là cái nội tâm của mình. Và khi mà mình mở rộng đấy là mình đang mở rộng cái tâm của mình. Khi mà cái tâm của mình nó mở rộng ra thì cái trí tuệ của mình nó rộng lớn. Trí tuệ mình nó rộng lớn. Sau này mình có thể mình muốn quán những cái danh sắc với tất cả chúng sinh, mình chỉ cần hướng tâm mình lướt một cái, mình có thể bắt được chúng sinh ở khắp không gian. Và mình quán về danh sắc, về sự vô thường, khổ vô ngã của họ. Và mình sẽ đoạn trừ đi những cái tà kiến, những tham ái nó cao. Thế là mình càng mở rộng được thì cái trí của mình nó càng lớn. Cái trí lớn ấy, cái tâm rộng lớn là vậy đấy. Mình mở rộng cái nội tâm mình ra cho nó rộng lớn ra thôi, chứ nó không có gì cả. Và hay là với cái người sau này người ta thực hành những cái pháp về thiên nhãn, thần thông chẳng hạn, thì cái người càng mở rộng được thì người ta càng thấy được nhiều những cái cõi sống khác nhau, nhiều những cái thế giới khác nhau. Cho nên trí tuệ của Đức Phật có thể mở rộng cái ánh sáng đấy ra được 3.000 đại thiên thế giới, còn các bậc A-la-hán có thể mở rộng được đến 1.000 đại thiên thế giới, hoặc là 1.000 thế giới, hoặc là 100 thế giới, nó tùy theo cái. Vậy thì người nào mà càng mở rộng được thì cái trí của mình nó càng lớn. Đấy là vì vậy nên là với mức cần mở rộng là vậy đó. Chỉ mở rộng ra nhá, một lúc rồi sau đó là phải gom về một điểm và chú tâm vào một điểm đấy thì mới vào định sâu được. Còn cái lúc mở rộng nó không vào định sâu được nhỉ. Mở thoáng qua một chút rồi sau đó phải chú vào một điểm. Chú vào một điểm thì mới vào các tầng thiền được, mới định sâu. Và cứ duy trì tâm ở trên cái tự tướng đấy được càng lâu càng tốt. Như vậy thì trong một cái thời thiền đó sư, thì mình mở rộng á, là được tới bao nhiêu lần sư? Chỉ mở rộng duy nhất một lần, mà chỉ cần làm một vài thời thiền thôi, chứ không phải là thời nào cũng làm nhé. Chỉ cái người nào mới tập Kasina đấy mà duy trì ánh sáng được khoảng 2-3 tiếng rồi, thì mình làm cái pháp mở rộng đấy chỉ làm khoảng 1-2 lần thôi nhá, hoặc là 3-4 lần cho nó biết cách thôi. Rồi sau đó từ đấy thì không cần mở rộng nữa. Sau này mình hành đến thiền tâm từ hay là các cái pháp thiền khác, rồi lúc nào mình thích mở rộng thì mở rộng sau. Chứ không phải là thời nào cũng mở rộng, và không phải là một thời phải mở rộng nhiều lần đâu. Chỉ cần mở rộng, làm cái thao tác mở rộng đấy chỉ cần làm một vài thời, một vài lần thôi. Còn sau này thì mình chỉ có chú tâm trên tự tướng đấy để vào định sâu thôi, chứ không cần mở rộng nữa. Khi đã quen rồi nhá, biết cách mở rộng rồi thì thôi, đừng mở rộng nữa. Và con để ý thường á sư, khi mà con thấy ánh sáng á, thì con cảm giác cái đầu của con ở phía sau á, nó nặng. Mặc dù nó không gây khó chịu, nhưng mà mình có cảm giác nó hơi nặng đầu. Thì con không biết có phải là do giống như mình cố gắng mình ngồi, mình giữ thẳng lưng á sư? Hay là giống như hồi nãy sư nói là do mình tập trung nhiều quá? Do tập trung quá. Nếu mà cái người nào mình chú tâm, mình nhìn cái hình ảnh đấy rõ ràng quá ấy, thì tự nhiên là cái đằng sau đầu mình cảm thấy nó căng căng, nó tê tê. Thì mình phải biết là mình kinh nghiệm ra là chú tâm mạnh quá rồi, để tâm nhẹ nhẹ ra một chút. Tức là làm cái tâm nó nơ nà đi một chút, nó quan sát nó vừa vải một chút. Đừng quan sát rõ ràng quá là nó sẽ hết cái hiện tượng ấy đi. Rồi con mới tập cũng trong Kasina mà con tập niệm ánh sáng á sư. Tại con có xem sư giảng pháp ở trên Zoom á, thì con có niệm thực ánh sáng thì con cũng thấy ánh sáng. Mà nếu mà như vậy nghĩa là cái niệm ánh sáng đó mình chỉ niệm ban ngày thôi hả sư?
cái lần đầu tiên thì mình nhìn thấy cái ánh sáng đấy, thì mình có thể nhìn cái tia nắng ấy, nó chiếu xuống dưới một cái mặt đất mà trong một cái khoảng nhỏ nhỏ thôi. Thì mình nhìn vào cái ánh sáng rồi niệm ánh sáng. Khi nó có ánh sáng rồi thì từ lần sau đi mình chỉ cần nhớ lại nó rồi nhá. Hoặc là cái ánh đèn hay là cái ánh lửa nào đấy nó hắt lên tường ấy, mình chú tâm vào một điểm nào đấy nó có cái ánh sáng. Rồi sau đó mình niệm ánh sáng, từ khi nó có nimitta đi rồi lần sau mình không cần nhìn nữa, không cần nhìn vào ánh sáng nữa, mà chỉ cần nhắm mắt lại và nhớ lại cái ánh sáng đấy thôi. Nhớ lại một cái lần đầu tiên mà mình đã thực hành đấy là đủ rồi. Còn niệm ban ngày ban đêm đều được hết, giờ nào cũng tập được hết. Dạ con xin cảm ơn sư ạ. Dạ xin cảm ơn đại chúng đã trình pháp, đặt câu hỏi đến sư sáng hôm nay. Bây giờ này cũng đã đến giờ ăn cơm, nên là chúng con niệm ơn sư, chúng con cùng thỉnh sư về phòng khách nghỉ ngơi.